Đó, chơi tích cực tạo dáng rồi. Em cảm thấy tốt. Rất tốt. Tuyệt vời. Lần đầu tham gia MMA thì có cảm thấy hơi bỡ ngỡ không? Bình thường ạ. Thực ra thì em thấy mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó và em thế là em rất vui và biết ơn khi được ở đây ạ. Thì đây là một cái sân khấu lớn, mình cũng cảm thấy gọi là có gì đó bỡ ngỡ, có gì đó cũng gọi là xôn xao trong cảm xúc của mình á, vì mình chưa được bao giờ còn tham gia cái gọi là giải nào mà lên như này, kiểu như này á, đây gọi là bỡ ngỡ rồi cảm xúc cũng gọi là khó tả như thế. Thì anh cảm thấy sao như thì được anh nhất chọn vào đội MMA? Được may mắn được nhất chọn vào thi đấu thì mình sẽ cố gắng gọi là thực hiện hết khả năng mình thôi. Còn về kết quả như nào thì em chưa biết. Mục đích của mình là cố gắng để được trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm thôi. Thứ nhất giao cho thì mình cố gắng thực hiện thôi. Vô mọi người. Đánh liên viên luôn không? 1, 2, 3, go 1, 10.